Xin chào mọi người. Trời ơi, mọi người nhìn thấy quả không? Đây là cây cherry này. Quá trời là quả luôn. Quả này chín mọng rồi nhưng mà nhỏ xinh nhá. Đây là cái cây cherry ở nhà hàng xóm ở gần nhà mình nhá. Mình đi qua 2 tháng trước thì thấy hoa rất là đẹp, màu trắng rất là đẹp mọi người ạ. Còn bây giờ đã thấy quả rồi và có một số quả đã chín rồi, có thể ăn được rồi này. Trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Nhưng mà quả nhỏ hơn so với ở trong siêu thị nha mọi người. Là nhỏ xinh xinh. Rất là sai sai quả luôn ấy. Ôi mê quá đi. Có số quả đã chín mọng rồi này, nhìn thích quá. Ở xung quanh khu nhà mình có rất nhiều cây hoa mận ấy. Và bây giờ cũng ra quả rồi. Như đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cây cherry ở ngay cạnh nhà mình luôn ấy. Mê quá này. Cherry ở trong siêu thị thì quả to hơn này nha các bạn. Và đang là mùa của cherry nên là giá khoảng 3 euro 1 kg. Còn vào mùa đông thì giá đắt hơn khoảng 8 euro. Mê quá mọi người ạ. Sai chữ quả luôn. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nha. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh cho mình nha.